trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Đến đây trường giang.
cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối ra. Nghèo thì 27 tháng 5 2015, cựu chiến binh, thành phố Yên Bái, cựu chiến binh, phường Minh Tân, số 08, khu D, BP, chấp hành, ban chấp hành cựu chiến binh, phường Minh Tân, căn cứ vào quyết định số 100, khu D, VT, ngày 3 tháng 2, 1990, của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và văn bản số 528 CN ngày 24 tháng 2 1990 của Hội đồng Bộ trưởng, đây là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều 6 chương 3 điều lệ cựu chiến binh Việt Nam, quyền lợi và được hưởng hợp pháp của cựu chiến binh Việt Nam căn cứ vào pháp lệnh cựu chiến binh Việt Nam và khoản 8 điều 5 chương 2 nghị định 150 2006 CP của Chính phủ ngày 22 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh của cựu chiến binh Việt Nam xét công lao xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng cựu chiến binh Việt Nam. Quy định điều 1, tổ chức phổ quân đưa hội viên cựu chiến binh Nguyễn Hoa thuộc chi hội cựu chiến binh Tân Trung 2 từ trần ngày 27 tháng 5 2015, tức là ngày 10 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng thọ 85 tuổi. Điều 2, chi hội cựu chiến binh Tân Trung 2 tổ chức thực hiện quyết định này thay mặt ban chấp hành cựu chiến binh phường Minh Tân. Phường Minh Tân quyết định chủ tịch Vũ Chí Nguyệt linh cứu đồng chí Hoa, đồng chí Minh và hữu cơ đi. Sau quy chương trình tổ chức lễ tang, kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Hoa, kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo công an thành phố Yên Bái, các đồng chí đại diện cho cấp ủy chính quyền đoàn thể phường Minh Tân, cấp ủy chi bộ khu dân cư, các ông các bà con lối xóm, kính thưa gia đình nhà hiếu. Đồng chí Nguyễn Hoa sinh năm 1931, thường trú tại tổ 37 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đảng viên huy hiệu 55 tuổi đảng. Sau một thời gian lâm bệnh nạn, mặc dù đã được gia đình các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng, đồng chí không qua khỏi. Đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta hồi 1:03 ngày 27 tháng 5 năm 2015, tức ngày 10 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng thọ 85 tuổi. Được tin đồng chí Nguyễn Hoa từ trần, công an thành phố Yên Bái, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, khu dân cư Tân Trung 2, tổ dân số 37 cùng gia đình đã thành lập ban tổ chức lễ tang. Để tổ chức lễ tang cho đồng chí Nguyễn Hoa với các đồng chí có tên sau đây: 1. Đồng chí thượng tá Ngô Trung Mậu, phó trưởng công an thành phố, trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường, phó ban. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, bí thư chi bộ Tân Trung 2, phó ban. Đồng chí Hoàng Thị Linh, trưởng ban công tác mặt trận, ủy viên.
đồng chí Trần Công Thức, chi hội trưởng cựu chiến binh ủy viên, đồng chí Lê Minh Ngôn, chi hội trưởng người cao tuổi ủy viên, đồng chí Dương Thị Diệu, tổ trưởng dân số 37 ủy viên, đồng chí Trần Duệ, câu lạc bộ công an hưu trí tỉnh ủy viên, đại diện gia đình ông Nguyễn Huy Bắc ủy viên. Ông các bà cùng toàn thể lễ hiếu, ban tổ chức lễ tang và gia đình nhà hiếu đã tổ chức lễ tập quán địa phương. Lễ tang đồng chí Nguyễn Hoa được cử hành từ 9 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2015. Trong quá trình cử hành lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình đã hân hạnh đón nhận hơn 300 lượt lễ viếng của các cơ quan, ban ngành trong và ngoài tỉnh, của các gia đình họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, niêm gia, bạn bè thân hữu gần xa cùng bà con xóm phố đã đến đặt vòng hoa, thắp hương phúng viếng và bày tỏ lời chia buồn sâu. Quý vị đã dành thời gian quý báu đến phúng viếng, tiễn đưa đồng chí Nguyễn Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong quá trình tổ chức lễ tang, do tang gia bối rối không tránh khỏi có điều hiếm thứ, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và giới thiệu, kính mời đồng chí Thượng tá Ngô Trung Mậu, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái, trưởng ban lễ tang lên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa gương mộ đồng chí Nguyễn Hoa, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho cấp ủy chính quyền phường Minh Tân và cụm dân cư tổ dân phố 37 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, kính thưa ban tang lễ và gia đình hiếu chủ, kính thưa toàn thể bà con trong tang trường, hôm nay trong giờ phút đau buồn và thương xót này, chúng ta tập trung tại đây để vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Hoa. Đồng chí Nguyễn Hoa sinh ngày 6 tháng 3 năm 1931 trong một gia đình bần nông tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước đang bị đế quốc thực dân đô hộ, đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, từ tháng 10 năm 1950 đến tháng 6 năm 1960. Đồng chí tham gia đội viên Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, tham gia đội quân báo của dân quân du kích xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chiến sĩ C-36-141-144, bộ đội địa phương tỉnh Nghệ An, tiểu đội trưởng C-248-D-532, bộ tư lệnh Thượng Lào và bộ tư lệnh biên phòng, tiểu đội trưởng trinh sát pháo binh tại C-11-158-F-335 Mộc Châu, Sơn La, chuẩn úy trung đội phó trường sĩ quan quân khu Tây Bắc. Cũng trong giai đoạn này, với lòng kiên trung và tinh thần hăng hái, ý chí tự vươn lên, vào ngày 26 tháng 11 năm 1957, vinh dự cho đồng chí Nguyễn Hoa được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ trinh sát pháo binh Bộ Quốc phòng. Từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 5 năm 1962, đồng chí chuyển ngành sang công tác tại phòng thống kê kế hoạch huyện Phủ Yên, tỉnh Nghĩa Lộ. Từ tháng 5 năm 1962, đồng chí được chuyển công tác sang ngành công an và được Đảng và ngành công an phân công giữ các chức vụ bí thư chi bộ, phó trưởng công an huyện Phủ Yên, tỉnh Nghĩa Lộ, thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện Bắc Yên, tỉnh Nghĩa Lộ. Năm 1972, trong lúc chiến tranh chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt, đồng chí được điều động và tăng cường cho chiến trường miền Nam và quyết định giữ chức thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện Hương Phú. Đến tháng 10 năm 1977, đồng chí trở ra miền Bắc và công tác giữ chức vụ thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đến tháng 7 năm 1981, được quyết định giữ chức trưởng phòng bảo vệ kinh tế công an tỉnh Hoàng Liên Sơn. Tháng 11 năm
1982, đồng chí là trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, phó ban chủ huy cảnh sát Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đến tháng 9 năm 1989, vào tuổi 58, với 40 năm công tác, đồng chí được nhà nước và ngành công an cho nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm thượng tá và cư trú tại tổ 37, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Từ đây, đồng chí có thời gian rảnh hơn để chăm sóc, thăm nom con cháu và sinh hoạt gần gũi trực tiếp với bà con lối xóm. Để ghi nhận lòng kiên trung, tinh thần tận tụy và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hoa với cách mạng, với quân đội và ngành công an, với tỉnh Yên Bái, đồng chí được Đảng, Nhà nước và ngành công an tặng nhiều huân huy chương, bằng khen, giấy khen như: một huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, một huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, một huy chương chiến thắng hạng 3, một huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, một huân chương quân công hạng 3, một huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen của quân đội, công an và các cấp các ngành khen thưởng. Đến năm 2011, đồng chí được tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Hoa, với công lao đóng góp của đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp, quân đội và ngành công an ghi nhận, tuyên dương, nhưng cái lớn nhất của ông đã để lại tấm gương về lòng trung thành, tính khiêm tốn, ham học, thương người và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn về mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những lão thành cách mạng trong quân đội và ngành công an ngày nay vẫn nhớ và kể về đồng chí, về ông những chuyện dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn gian khổ trong những ngày gian khổ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể bà con khối phố, họ hàng thân thích, bạn bè thân hữu gần xa. Người xưa từng nói, trên nối nghiệp tổ tiên truyền lại, dưới nêu gương con cháu noi theo. Năm 1959, đồng chí xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Đào và sinh hạ được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Các con trai gái của ông bà đều đã trưởng thành. Con trai cả Nguyễn Huy Bắc hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Con trai thứ hai Nguyễn Huy Nam hiện đang công tác tại Phòng Hậu cần Kỹ thuật Công an tỉnh Yên Bái. Hai con gái, các con rể, cháu, con dâu của đồng chí đều công tác trong các cơ quan nhà nước. Gốc rễ bền, sinh cành rậm bóng, nguồn rộng sâu, tạo lòng chảy không ngừng. Đồng chí đã có 7 cháu nội, ngoại và một chất, nối tiếp truyền thống cha ông. Các cháu đều là những con ngoan trò giỏi, có cháu đã trưởng thành nối nghiệp gia đình dòng tộc. Đang trong lúc phấn khởi về những thay đổi lớn lao của quê hương, của đất nước, sự thành đạt của các con các cháu chất nội ngoại, nhưng vì tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được gia đình, các y bác sĩ của trung ương, địa phương và bà con lối xóm tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng đồng chí không qua khỏi và từ trần vào hồi 1:03 ngày 27 tháng 5 năm 2015, tức ngày 10 tháng 4 năm Mất Mùi, tại gia đình thuộc tổ 37 phường Minh Tân, nơi đồng chí đã từng gắn bó những năm nghỉ ngơi tuổi già trong vòng tay yêu thương, kính trọng, đau nhớ của các con cháu họ Mạc. Đồng chí hưởng thọ 85 tuổi và 58 năm tuổi Đảng. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Hoa, trong giờ phút biệt ly, đồng chí về giới, về âm giới mãi xa xăm, chúng tôi trên hương trần luôn tưởng nhớ. Từ nay vắng đồng chí trong chuyện trò thế sự, còn đâu lời khuyên bảo lúc cam go, vẫn biết là quy luật sau lòng khắc côn cầm, dù hiểu không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Đồng chí Nguyễn Hoa đã ra đi, nhưng Đảng, Nhà nước, quân đội và ngành công an luôn ghi công phụng người phụng sự, xóm làng học tập đức bền gan. Các con cháu chắc một nỗi nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt nồng tơ tóc, những hiểm chưa báo trả, ơn nuôi nấng áo đầy cơm nặng, biển trời khôn xiết mấy công lao, buồn đau vì
hậu sinh mất tiền nhân mẫu mực, đồng đội thương tiếc bạn đồng cam, xóm phố cảm phục ông, sống tận tụy mọi người yêu quý, chết thủy chung con cháu khước tiêng thương, sớm tối nào quên niềm ái mộ, tháng ngày khôn xiết nỗi bi ai. Tử trách Nam Tào sớm định, ôi thôi thôi đã đến giờ vĩnh biệt, cầu vong linh cõi tiên cảnh nhàn du, yên thân xác đặt nơi tường gương soi, rồi tâm sẽ sáng hơn. Xin cảm tạ bà con cô bác, họ Mạc gần xa lối xóm, cận lân anh em đồng chí. Quan tâm của các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, bà con lối xóm, các cơ quan đoàn thể đứng ra tổ chức lễ tang cho cha tôi. Trong quá trình tổ chức lễ tang, khó tránh khỏi những cái sơ suất. Gia đình chúng tôi xin mong nhận được sự lượng thứ của các bác, các ông, các bà, các cô, các chú, các cơ quan đoàn thể. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tới tất cả mọi người. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Hoa đã được cử hành long trọng. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình tang chủ, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, đại diện các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị đến sẽ được di chuyển về đài hóa thân Vĩnh Hằng Ba Vì hỏa táng, an táng tại nghĩa trang đá bia thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân bớt chút thời gian có mặt tại gia đình nhà hiếu để cùng gia đình tiễn đồng chí Nguyễn Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa, ban lễ tang xin trân trọng cảm ơn. Đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng cũng là ngày gia đình tổ chức 3 ngày cho cha tôi. Gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các cơ quan đoàn thể bớt chút thời gian tới dự bữa cơm với gia đình chúng tôi vào chiều nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh khẽ nói, này con yêu ơi,
sạch rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Chúng tôi xin thông báo đã đến giờ chuyển làm lễ di quan mang theo thi hài của đồng chí Nguyễn Hoa về hỏa táng tại đài hóa thân. Chúng tôi xin nhờ tất cả các bác, chúng ta hết sức thông cảm, các bác chúng ta hãy chuyển tất cả những cái ghế ở đằng phía trước sân tang cũng như đằng phía trước cổng, và tất cả ai có phương tiện hoặc là bàn ghế chúng ta hay các bác chúng ta hãy dẹp sang một bên để cho ban phục vụ cũng như đội tiêu binh sẽ làm lễ chuyển linh cữu mang theo thi hài của đồng chí Nguyễn Hoa về hỏa táng tại đài hóa thân. Mặt xưa thân yêu, con xin thời gian
cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con đường mãi luôn có cha bên đời. Qua mong dòng đời bao nhiêu đổi thay, nhìn lại mái tóc cha yêu nay đã bạc màu, cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn. Nhiều gian lao hy sinh, cuộc đời cha luôn mong sao được nhìn con sống yên vui, khôn lớn nên người, từ sâu trong trái tim con cảm ơn cuộc đời. Đôi tay cha ngày nào đưa nôi du con một thời, đôi tay cha ngày nào dắt con những bước đi đầu tiên. Con quên sao từng ngày tơ ấu bên cha thuở nào, những giấc mơ tuyệt vời luôn có hình bóng cha yêu. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con đường mãi luôn có cha bên đời. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con đường cha bên đời. Con xin thời gian, cầu xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con đường mãi luôn có cha bên đời. Con sinh ra đời tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn. Cha bên con mỗi ngày lo cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Tình cha bao la suốt đời con ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn. Thương yêu con trên đời mình cha đã hao gầy, cha lao công cả ngày, lòng cha đẹp biết bao, cha hy sinh mỗi ngày cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời để trở nên thành người.
con sinh ra đời. Tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời. Tình cha tựa Thái Sơn, cha bên con mỗi ngày, lo cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Tình cha bao la suốt đời con ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn, thương yêu con trên đời. Mình cha đã hao gầy, cha lao công cả ngày, lòng cha đẹp biết bao, cha hy sinh mỗi ngày lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời để trở nên thành người. Cha hy sinh mỗi ngày lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời để trở nên thành người. Cha hy sinh mỗi ngày lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời để trở nên thành người. Xin phép thầy, ban tổ chức lễ tên liệt xin phép được bắt đầu làm việc. Kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Hoa, lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình đang chủ, để cùng sẻ chia và nói lên nỗi niềm tiếc thương, lòng kính yêu vô hạn chân linh cứu của cụ. Xin cầu chúc cụ an dân ngàn thù, linh hồn nơi cửu nguyên của Nguyễn Du tiên cảnh kính biển cụ. Xin đề nghị tất cả chúng ta kính cẩn nghiêng mình dành một phút cúi đầu kính biển cụ. Thank you.
ruộng nước nhờ. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có tha, uống nước nhờ. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhờ. Làm con phải, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong. Con bé thơ ba bồng ba bế nâng niu, con cưỡi trên lưng ba làm con ngựa nhông nhông. Một nắng hai mưa, gia đình ba gánh hai gia, cho mẹ cho con cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa ba thường đưa con đến lớp, ba dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn.
ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau. Ba dạy cho con những nghĩa cuộc đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém, ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nâng đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run. Ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Đối với con, cha không là những cánh cò, không gì dầu như mẹ đã từng ru con. Nhưng thường vẫn mềm lòng
khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấm ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi. Nhưng con chỉ yên lòng khi ở gần bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm. Đến ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày. Này con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biếm trời tình cha. Đối với con cha không là những cánh cò, không gì dầu như mẹ đã từng ru con. Nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi. Nhưng con chỉ yên lòng khi ở gần bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm. Đến ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày. Này con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biếm trời tình cha. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biếm trời tình cha. Còn yêu say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay khi đã vô tình làm con đau đớn. Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con,
những nghĩ suy còn nhiều non nớt. Dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thế, vì không hiểu nhau mà con đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con. Dẫu những khi cha phải la mắng vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế nhưng lòng cha không thể nói, để đôi khi con vẫn hỏi vì sao cha nghiêm khắc mãi. Tha rằng cha như sắt đá, đến mai này con thật thà. Vì sao khi con vấp ngã bàn tay cha không đỡ lấy, là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dại dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thế, vì không hiểu nhau mà con đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con. Dẫu những khi cha phải la mắng vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế nhưng lòng cha không thể nói, để đôi khi con vẫn hỏi vì sao cha nghiêm khắc mãi. Tha rằng cha như sắt đá, đến mai này con thật thà. Vì sao khi con vấp ngã bàn tay cha không đỡ lấy, là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dại dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Vì sao khi con vấp ngã bàn tay cha không đỡ lấy, là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dại dù thế nào vẫn yêu con nhiều, dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Sang mùa đông, cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy,
một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời còn lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khổ, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo, tình cha lớn.